phải hoảng sợ thì việc quan sát từ rất là khó luôn. Và những hành lý tư trang quan trọng chúng ta vui lòng mình hỗ trợ kiểm tra kiến thức xem gì nhé. Thì có thể gì rất là nhiều. Khu vực đầu tiên chào đón chúng ta sẽ là ngôi nhà các bạn động vật ăn cỏ đến từ châu Á anh chị nhé. Phía bên tay trái chúng ta chị nhé, các bạn có bộ lông màu vàng và những đốm trắng trên lưng, cân nặng các bạn được khoảng 80kg và 60kg thùng về các bạn gái, đấy là các bạn ngôi sao. Bên tay trái vậy đó. Một số bạn có chiếc bộ màu trắng trên lưng bạn là màu vàng, một vài bạn có màu đen, đấy là các bạn tên dương đen Ấn Độ. Thì chỉ có bạn đực là mới có sừng và có bộ lông màu đen thôi chị ạ. Nào, bên tay phải chúng ta nè, các bạn gái thì không có sừng nha, bạn gái thì không có sừng, có bộ lông màu vàng với bộ lông màu trắng. Nếu bên tay trái luôn thì ở phía trong luôn à, các bạn đang nằm có bộ lông màu nâu xám à, đấy là các bạn Nai Samba. Đúng rồi, Nai Samba. Các bạn đang di chuyển ra, hai bạn hô đang di chuyển, đây là các bạn hô sao đó chị. Đối với các bạn hôm sau, các bạn ấy bơi khá giỏi và nhảy rất là cao, và có một cái tẩy ra thì nhắn bài bị đánh cầm thì sao. Thức ăn chủ yếu các bạn hôm nay tại vị trí này là cỏ voi xay nhuyễn hết chưa? Chúng em có thức ăn là cỏ voi xay nhuyễn cho các bạn để thuận tiện ăn hơn nè. Và bên cạnh đó chúng em hỗ trợ thêm một số loại thức ăn khác để bổ sung thêm, đó chính là rau củ quả. Bên tay phải ta là một vài bạn hôm sau đang nằm, một số bạn con non nè và các bạn cái à. Phía bên tay. Dạ đấy là các bạn Linh Dương đen Ấn Độ cô. Dạ đúng ạ. Đấy là bạn được các cô, bạn có bộ lông màu đen. Quay thôi. Nào, phía bên tay trái chúng ta chờ có bao nhiêu các bạn không? Hôm nay lên vô đang ăn đấy không? Bạn đen đen to to bên tay trái mình đó cô. Đấy là các bạn Nai Samba đó cô. Nai Samba luôn à. Thì thôi kìa mang thai các bạn hôm nay lên vô tầm 6 đến 7 tháng, các bạn xanh dư nhất chị mỗi lần thay nó là một cô nô cô nhé. Tại vị trí này rất nhiều các bạn lên vô con nè, và hôm con chặt đi ăn sáng à, chặt đi ăn sáng lòng dài hú phê. Thì các bạn này phân bố chủ yếu một số nước châu Á của mình thôi, như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản nè. Kính thưa quý vị khán giả, chia tay với các bạn động vật ăn cỏ, khu vực đầu tiên khá hiền lành này, chúng ta sẽ qua khu vực tiếp theo là ngôi nhà các bạn động vật ăn thịt. Cánh cửa đầu tiên mở ra và đóng lại hoàn toàn khi xem ta vào bên trong, thì cánh cửa thứ hai mới được mở ra theo nguyên tắc là một đóng một mở. Phía bên trong cánh cổng này và trong ngôi nhà các bạn động vật ăn thịt thì Safari trang bị rất nhiều lưới xung điện. Dòng điện này mang 8 kV nhưng chỉ là một chiều anh chị nhé. Và khi các bạn động vật chạm vào nó khiến các bạn hoảng sợ gây tê đầu chứ không tắt luôn các bạn đâu. Dạ chỉ là một chiều thôi. Bên tay trái phía trên đó mình hút trên cô nha, là thấy được các bạn nhân viên. Nhiệm vụ của anh này đó cô là ở chỉ việc là điều khiển cái cổng thôi. Anh việc bấm nút mở cửa, bấm nút đóng cửa vào. Kiểm soát cái vị trí này coi được các bạn có vào trong không thôi. Đúng rồi, các bạn. Bên trái phía trên đó. Và ngôi nhà tiếp theo sẽ là ngôi nhà các bạn hổ Venga đến từ Bangladesh Ấn Độ. Chúng ta nhìn bên tay trái như thế mà nhìn bên tay trái nha. Xuyên qua cái hàng rào đó mình thấy là một cái bạn có một bộ lông màu vàng và tóc đen đó. Đấy là bạn hổ Venga. Đối với hổ vegan là loài động vật săn mồi ăn thịt đó, thì thường các bạn sẽ ở nắp rình rập. Thời gian ban ngày bạn dành đó là 20 giờ một ngày để ngủ và nghỉ, 4 giờ ban đêm để tìm thức ăn thôi. Không gì các bạn này rất là cao nên các bạn thường hay ở nắp cái bụi rập. Thì khi thông qua cánh cổng này rồi đó, hỗ trợ em là hướng về bên tay trái là nhìn được một cá thể hổ vegan nằm ở đây nè, tay trái mình. Bên tay phải là một cá thể đang di chuyển luôn kìa, bên tay trái là một cá thể đang nằm. À xin lỗi, là ba cá thể luôn, bên trong hai bạn, bên ngoài một bạn là ba bạn bên tay trái. Còn bên tay phải là một bạn đang di chuyển nữa đó, một cá thể. Đấy là hổ vegan đến từ Bangladesh Ấn Độ ạ.
rồi hai con nữa. Đối với các bạn hộ Bengal đấy, cân nặng các bạn được khi trưởng thành đối với giống hộ này là dao động khoảng 300 đến 350 kg và 200 kg thì thuộc về các bạn cái. Vận tốc các bạn này chạy đạt khoảng 65 km/h và tiến gần lên tới 3 km. Bên tay trái mình nữa là một cá thể đang nằm lên chưa? Tắt cái cây à? Bên tay trái mình luôn, thấy không? Sáng chạy bộ có 10 cây số giờ nó lè lưỡi. Đối với các bạn hộ Bengal, thời kỳ mang thai các bạn dao động tầm 3 đến 3 tháng rưỡi và sinh từ 2 đến 4 con non trong mỗi lần sinh. Khổ là chạy đi bộ mà. Thức ăn các bạn ấy chủ yếu là thịt bò tươi và thịt gà tươi, để có xe chuyên dụng và được làm sạch để mang vào cho các bạn ấy. Đây là cái gọi là cái căn villa, các bạn ấy nằm nghỉ ngơi vào buổi trưa đó, chứ các bạn ăn không phải là nợ như thế đâu. Thường là các bạn sẽ có một cái gọc gọc, đương nhiên có một cái gọc gọc này, hoặc là xe hotel. Đây là villa của họ đấy, các bạn sẽ vô tới và thưởng thưởng thịt bò tươi đi. Thế là thoải mái rồi. Dạ. Bởi vì đối với các bạn động vật săn mồi, bạn sẽ ăn thịt động như vậy nhé. Và để đây là công viên bảo tồn, là công viên bảo tồn thì chúng ta phải đặt động vật lên hàng đầu, nên kể cả các bạn bị ăn thịt đó, thì các bạn ấy là được chết một lần. Còn trong môi trường tự nhiên, bạn săn mồi đó là việc bình thường, các bạn hay trong tự nhiên, mà tại đây là khu bảo tồn nên không thả là vật còn sống cho các bạn mua được. Chia tay với các bạn hộ Bengal đến từ Bangladesh, chúng ta qua khu vực tiếp theo là ngôi nhà các bạn gấu ngựa anh chị nhé. Ví dụ như con hổ mà mở cửa chui ra đây thì sao bạn? Dạ, bên tay trái mình là mình sẽ đếm được một vài cá thể đó. 1, 2, 3 cá thể, trước là một cá thể là 4 này. Vừa mở ra nó chui vô cái em mà cái cổng nó cứu em, cứu em bên đây, cứu em về xe đi xuống đi về đây. Đối với các bạn gấu ngựa, thì bạn có một cái hình, cái hình yếm trắng này. Có chứ, có chứ. Đối với các bạn này, bạn ấy bạn phải là leo cây rất là dũng, bạn đi bằng hai chân rất là xa luôn nha. Đặc biệt là không nhìn của bạn này rất là cao, nên các bạn có thích tắm á. Thì các em trang bị bạn gấp gì có hồ bơi, bạn làm mình ngủ chưa. Phía trước xe mình là một cái lưới tung điện ngang, nên bạn sẽ không vào bên trong được đó. Bạn chỉ đứng bên ngoài thôi. Dạ anh bác tài sẽ cho các bạn ăn vào những cái phòng ăn ngon, cho ăn hơn đó là ngon quá nè. Cho ăn, cho ăn, cho ăn. Bí đỏ, bí đỏ. Ồ, ăn bí đỏ, bí đỏ. Thì mỗi một tuần, bí đỏ, đó bí đỏ nè, bí đỏ nè. Bởi vì các bạn sẽ không lấy một ông được, bởi vì ở đây là ông nó chỉ là tổ khi một vùng nào yên tĩnh thôi. Còn ở đây là động vật nhiều quá, ông sẽ không làm được. Ăn bí đỏ đi. Bí đỏ nó ăn đó. Đó, ăn kìa. Ồ, đã không? Nó cầm nó ăn, cầm hai tay nó ăn kìa. Các bạn có mùa là đồ vật ăn tạp gì nhé. Các bạn có ăn thịt đồ vật thịt luộc chín nè, ăn luộc trắng nè. Nó như dầm đi dần nè. Cái con trâu nào đụng vô á. Đó, đó chưa, thấy chưa? Đó là miếng thịt của tao. Mấy tên là 170 mấy hả? Mặc dù các bạn sống chung với nhau nhưng mà các bạn vẫn sợ cho nên khi bạn này đợi thì anh đợi gì đó. Mình tới ăn có bạn cũng đợi nhau ăn. Đợi đâu mà đợi, nó dành nhau ăn chứ. À đây hả? Đây là những cái khu mà các bạn làm nghỉ dưỡng nè. Nằm ở đó mình thưởng thức cái dòng nước chảy xuống đi mát nè. Có những căn villa là nhà nghèo này cao 5m/6m hết và tất cả bên trong lưới thông điện hết, thì là các bạn không đem nhiều được bởi vì gấu ngựa đang nhiều. Chúng ta sẽ qua khu vực tiếp theo nữa là ngôi nhà các bạn sư tử, được mệnh danh là vua chứ là mỏ sa bạc. Mỗi cánh cổng hai lớp sẽ có một cái bạn nhân viên, bạn ấy ở vị trí đấy và hỗ trợ làm điều khiển cái cổng ấy luôn và kiểm soát khu vực các bạn công việc ở vị trí đấy. Bạn muốn đi toilet gì đó thì chắc là dạ đúng rồi, phía bên tay phải trước chân không anh có con nào lột vô khu giữa này với bạn ấy đó nó buồn luôn cứu em. Hãy đến bên phải, có cái lại bên phải nè.
Đối với các bạn sư tử đó, chúng em có hai gia đình rồi mình đi đấy. Chính giữa là một lưới xung điện ngăn cách gia đình. Nó không phải là một cái hàng rào cao mà nó chỉ là một lưới xung điện thôi. Bởi vì tiền hội những tập tính các bạn là sống bày đàn với nhau thì các bạn sẽ không, tức là vẫn có thể không có được khu vực khác, nhưng mà sẽ không là như vậy đâu. Bởi vì khi bạn qua khu vực đấy rồi mà phải là đủ khả năng để bạn giành được lãnh thổ bên kia hoặc là đánh bại được các bạn bên kia. Còn nếu không được các bạn sẽ đồng thời là bỏ sắc đi luôn. Nên thường các bạn sẽ không có là như vậy. Bạn nên gọi là đắn đo và gọi là vẫn có tiền hội đi làm. Trăm triệu con lại mất uống thế. Chúng ta hãy đừng có chuyện núi xuống điện à. Mà biết chứ sao sao ta là các bạn tin tưởng chạy đón ta gì nhá. Chúng ta nhìn thấy nó rất là hiền như vậy thôi. Thật sự ta bước ra ngoài một cái đi vô nó không biết được. Nằm ngủ rồi. Với tay phải mình anh chị nhá là một anh đực. Anh này có 6 cô cái. Đây ở 6 cô cái. Đây là anh này nhìn đầy đủ rồi. Đực mà 6 cái luôn nha. Cái anh đang nằm giữa đường này á, anh là anh đực luôn. Nhưng mà anh gọi là thủ này còn tụi 18, 20 đó. Nó chưa được trưởng thành đâu. Chưa mặn mài bao nhiêu bước luôn anh này. Anh này là anh đực luôn nè, nhưng mà còn trẻ thôi. Ừ, anh đực lớn tuổi rồi. Một mình sống à, nhìn sờ nhìn đất nhiều quá, nhìn đếm này rồi đi. Chúng ta thấy được phía trước người ta trả về đây ạ. Cái gia đình này có to luôn, đấy là các bạn gọi là trong quá trình phát triển thôi. Chứ còn yên đâu khi mà bằng chồng cái lãnh thổ như anh này nè. Lãnh thổ được chưa một đống nữa. Đây là hai con nó đây nhá. Còn đây là khu vực mà các bạn khi các bạn này lớn chúng ta hoàn toàn mãi chồng gia đình, mãi chồng lãnh thổ. Một là phải tách riêng mãi gan trong những chuyện nhà, hai là các bạn phải đấu tranh với những người đó để giành lãnh thổ đó luôn, giành các khu vực. Cái tướng các cô nhiệm vụ ra ngoài kiếm thức ăn. Khi thức ăn mang về rồi các anh ăn đầu tiên, ăn xong rồi còn thể. Dạ đúng rồi. Bởi vì đối với một lãnh thổ rất quan trọng, anh được thì mọi thứ quan trọng anh ở nhà. Là sướng tưởng sướng thật đấy nhà. Đúng rồi. Còn khi các anh chúng ta ở nhà mà nhậu nhẹt đi làm, không có gì cũng không có. Không có. Bất kỳ cứ sau mình trở thành sư tử. Chia tay với các bạn sư tử, chúng ta sẽ qua khu vực tiếp theo là coi nhà các bạn tê giác trắng hai tầng, là khu vực này rất nhiều loài động vật ăn cỏ và những tên cướp cầm luôn chị nhé. Cái gì ba tê tê giác trắng á? Chúng ta nhìn thẳng phía trước này nha, có một cái bạn đích khá là to này, kế bên là các bạn nhỏ nhỏ, thế là thôi tê giác con đó. Bên tay trái là thằng bạn này vẫn còn sừng hoàn toàn luôn, bạn sống đây rất là tốt, còn con sừng cũng rất là tốt, sống đây rất rất tốt luôn. Đúng rồi, một phần là mặc dù tiếp cận vật nhưng mà nó sụt xuống. Đúng rồi, tức là thứ nhất là nó bị gò bó chỗ là các bạn không di chuyển được tự nhiên, rồi di chuyển qua đây, chuyển qua kia trong đường như thôi. Còn tại đây phải không? Về thức ăn đầy đủ, sức khỏe đầy đủ luôn, về cái gì tất cả đó đủ luôn, về môi trường này kia rồi, ok hết rồi, chỉ việc là thanh thản. Chú bên tay trái mình được không chú ạ? Hai bạn sư tử ở lộn là hai bạn tê giác mạnh. Tại vì nếu mà cho sống cái bên ngoài cùng với bố là khi bố có quan hệ với bạn mẹ này á thì không được. Nếu như là bạn con, bạn này trong quá trình nuôi con mà thấy con này với bạn sẽ giác được. Nhưng mà nếu như bạn này không chịu, bạn thì tốt nhất là phải cái con này kia để đảm bảo an toàn thằng con non thì tắt như thế này. Khi nào các bạn ấy là gọi là phía trước bên tay trái mình nha, vị trí đó có một số bạn lùa và đồng bỏ nè, các bạn lưng dương đông phương và một bạn tê giác. Dạ đúng ạ, các bạn ăn cỏ không có nhận được mà nhân viên có thể là chạy xe và mình sẽ làm việc được, nhưng mà đặc biệt không có ăn nước anh không vào được đâu, không lưng dương được. Nhanh vậy, ngồi đó. Cái diện tích khu vực này rất rộng luôn, nhà cửa của bạn tê giác sở hữu là gần 2 hectare đất, còn trên có khoảng 27 cái thẻ tê giác. Đúng rồi, các bạn chia đà điểu đến từ châu Phi.
tảng này chạy khá là nhanh. Dưới 10 km trên giờ. Và chạy rút nhanh thôi chị nhé. Đặc biệt là để các bạn bằng đục bằng sáng nhìn vào cái mũi này nhé. Cái màu bị sắc của cái màu nhé. Đừng bằng sáng là có bạn BD không? Dạ không, tại các bạn thấy giấy bằng dẫm nhiều quá cô, chứ là bằng ăn cỏ nữa. Cô nhìn thấy tay phải con dẫm, cô thì giấy tập trung vào trong gốc nhiều luôn thôi. Nếu như vị trí này mà nó xanh tươi, cỏ nó cho một cây nó lên nhiều quá thì mình sẽ không thấy gì hết luôn. Và nếu mà mình làm tập gốc thì nó rất là cằn cỗi, bởi vì tê giác ăn cỏ rất là nhiều cô chú nha. Một ngày một bạn ăn 100 kg cỏ cô được. Và chúng em có khoảng 26-27 có thể là cái thì... Dạ bạn này 2 sừng cô. Cái sừng thứ hai bạn có làm ngắn và sừng đầu tiên nó dài hơn, sừng thứ hai ngắn hơn. Còn tay giác một sừng là dưới một sừng chính giữa thôi, xuống một sừng một. Lớp da các bạn tay giác rất là dày, khoảng cỡ 5 cm, nhưng dạng có chút bắt lưới với nhau thì những cái khoảng lỗ nhỏ đó sẽ là khi trùng sinh vào chỗ đấy thì rất là nguy hiểm cho da bạn ấy, là bạn phải tắm bùn. Tắm bùn để cảm ơn các bạn luôn. Buổi sáng các bạn đi ăn sáng rất lâu nha. Đây là cỏ cô xây diễn rồi đấy ạ. Thì các bạn hầu như là các bạn động vật ăn cỏ sẽ ăn những cái loại cỏ này. Và một số bạn sẽ được bổ sung thêm một số loại như là rau củ quả, là rau lan hoặc một số loại vi chất khác nữa. Mình về mua từ Trung Huy mang về à? Dạ, thì nhất là cái khu vực cái bà đồ vật này em từ Trung Huy đem về đây. Nhưng mà ông vượt viên ông Huy mua về dạ, có thể là một là mà bắt mua, hai là có thể là được đúng rồi, tức là khi mà mình đem đồ vật về phải không, thì mình là một công viên tổ tồn, mình có được mọi sinh sai đang hỗ trợ cho mình đó, thì mình sẽ được đem đồ vật về đây gọi là chính thống hơn. Chúng ta được đưa những chiếc đem về đây và chúng ta là có một cái gọi là bảo tồn đấy. Tại vì một năm hiệp hội sinh sản các bạn sẽ nghe một lòng để kiểm tra về trang thiết bị này, về sức khỏe nhân viên, tất cả mọi thứ cho con mình có thể đủ đảm bảo cho các bạn được không không nữa. Bây giờ mình đổ cây nhà mình mới dùng cái lục xịt kia kia thì có bạn chạy nhá. Dạ, củ mối chứ. Dạ, đúng rồi, đây là củ mối thì con chỉ việc là chứ là làm được chiếu nhà rồi. Cái con có được nào mà nó quá thì con tiện nó chứ thôi, chứ con không có được nhiều nhà nhiều quá. Con trồng thêm cỏ luôn, nhưng mà tôi khu vực này á là tê giác nè với ngựa ăn cỏ nhiều quá. Nó không có lấy nổi, tức là nó không lên kịp nổi luôn cô chú. Trời mưa mà mưa dầm mưa về luôn á thì có là một cái chỗ là bắt dễ được nhanh hơn. Còn nắng một cái rồi là nó khô rất là chút. Thời kỳ mang thai các bạn á tầm khoảng 17-18 tháng nha, 17-18 tháng và sau khi chỉ còn con non thôi, và các bạn còn mang thai một năm hai năm rưỡi đến ba năm thôi. Trời ơi, nói gì một bãi. Các bạn này là bạn có con đúng không? Bạn có bằng các bạn có nhắc con kế bên đó chú, cái từng bạn mà nhận mắt nữa. Dạ không. Dạ không. Đây là các bạn lên vuông đông kia đang nấu nhau à. Sừng bạn cái đều có sừng cả nhau nhau à. Được thì nó có nhiều hơn sừng bạn cái. Cái kia là cái nhỏ hơn. Ba bạn tê giác có một bạn là con ngon của các bạn sừng cao nhất. Dạ, mình không được dễ lắm, những cái sừng này được cái sóng nhiều hơn từ đỉnh đầu đi lên. Dạ, còn được. Đúng rồi, bạn cái vẫn sóng là sắc thích hơn xíu. Mấy bố chúa đấy mà ngâm rượu thì tôi rồi. Cô hy vọng là bác chỉ có chưa thôi, chưa có từng có làm vậy tội nghiệp bạn ấy chứ. Ngâm rượu nhá. Con nào ngâm được hết thử với con rượu. Dạ. Con đi ngâm được với con rượu. Tối về nhá. Kính thưa quý khách ạ, chúng ta nhìn phía trước thì bên nhà khu vực khá là xanh tươi luôn. Còn một cái trước là đấy là ngôi nhà các bạn khu cao cổ. Đấy là cũng là cái khu vực mặt cỏ chính để đem trồng cái vị trí khác. Nếu như cái vị trí này mà đem dê giác được vào khoảng 40 kg là bạn thẳng cỏ luôn, mất gốc luôn. Ngôi nhà tiếp theo là ngôi nhà các bạn khu cao cổ. Các bạn đang nằm đó ở bên tay phải mình anh chị nha, có cái vòng màu trắng hình anh nếp, đấy là các bạn linh dương nước. Bởi vì các bạn này như có một cái bộ lông như một cái áo mưa vậy đó, các bạn đi bơi suối là đội sông hoặc là các bạn đi chợ mưa vẫn không ướt.
Dạ, đối với các bạn lên chung nước này á, bạn được mới có sừng thôi chị nha, bạn gái này không có sừng. Dạ, bồ con hồ trắng này nữa đi, mỗi người sẽ đi. Dạ, chúng ta thấy được, bạn nằm rất là yên bình mà, nằm không yên bình luôn á. Không cần cảnh giác gì hết, được việc nằm rồi đó. Dạ, có gì phải đúng rồi, tức là xe mà anh xe quen ta hay sao giờ nghe cũng quan tâm gì tới những cái việc nằm thôi, còn trong công viên nó có đâu cái gì đi. Phía trước bên tay trái mà bạn đang đi đó, cái anh có sừng, đây là anh Linh Dương sừng xoắn, chỉ có anh Đông có sừng, đó là sừng rất đẹp luôn, xoắn hai bên rất đẹp. Bạn cái này không sừng. Yêu cầu cổ nhiều chứ là yêu cổ nhiều. Yêu. Bạn này là bạn Linh Dương đen lớn. Hồi nãy là Linh Dương đen Ấn Độ rồi, còn đây là Linh Dương đen lớn. Bạn này là bạn cái đó anh chị. Bạn này là đục cái đều có sừng cái, và cái màu bộ lông màu này là màu vàng vàng này là bạn cái. Còn màu đen thương trên lưng á, mà màu trắng đây là bạn đực. Mọi người sao mắc mẻ hả? Chúng ta biết được á, đối với các bạn động vật mà ôm nai lên bên này kia thì dùng các chậu 65. Các bạn phải có tạm hổ á, nên tự nhiên sang màu có hổ thì khá là kém hơn, tại vì nó không có cao hơn các bạn này lên. Ôi, mừng lắm luôn. Thế là các bạn bụng to to bên tay phải, bên tay bạn này ngửa bằng cái, đang có hậu á. Dạ. Bây giờ quay chân dài quay kìa, chân dài trước kìa. Thành viên chủ nhà không có thiếu đường, đây là các bạn có cổ kìa. Phía trước này kìa. Chân dài quá. Trái này, có này, chân dài này. Bởi vì khi bạn để thức ăn ở phía dưới, các bạn sẽ khó ăn uống lắm anh chị. Đây là chúng ta nhìn cái lưỡi bạn ấy nha, lè 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 lè, hiểu không? Lưỡi này dài 0.5 nha, dài nửa mét đấy. Ôi trời ơi. Nửa dài nửa mét, ta dùng cái lưỡi này mà đưa tới cái lưỡi mũi, không mấy cái lưỡi mũi đi. Điêu cao cổ này cuộc chiến với cả cây. Sở hữu trái tim nặng hơn 10kg. Có thể là 1 tấn đến 1 tấn 2. Một ngày ăn tầm khoảng 30kg lá hoặc keo cũ, uống khoảng cỡ là 300 lít nước là bởi vì sao? Bạn này uống nước còn phải gieo hai chân ra củi nước, và khi có thể là bạn sư tử nào hổ nào cá sấu hay cặp hổ là thấy rất nguy hiểm, nên uống nước phải là uống 3-8 lít nước để dự trữ cho 2-4 ngày, tức là không uống nước trong vòng 2-4 ngày sau. Mà mỗi lần uống nước với người đánh đổi tính mạng của mình nó có luôn nguy hiểm, mà hầu như bạn này phần lớn cuộc đời của bạn là đứng con, nếu trong môi trường tự nhiên đó là hầu như là đứng con chị không có nằm mà thảnh hơi đâu chị, đang nằm tự nhiên hổ nó tự nó chạy gừng gừng lại nó nhào cắn làm sao đứng kịp, bắt buộc như là đứng luôn, ăn đứng ngủ đứng luôn, thời gian ngủ là phải tầm 2-3 phút thôi cho một lần ngủ. Tức là ngủ gì nè, đứng yên gì nè, có không gì hết đó là ngủ. Còn bạn đang nhai, nó đang cơ chế nhai lại của bạn ấy. Đánh cái Linh Dương gì? Đấy là bạn Linh Dương sừng mát anh chị ạ. Linh Dương sừng mát, cái sừng tông vào bên trong, còn sừng kiếm và sừng thẳng lên trên luôn. Đúng rồi, Linh sừng mát, ai gặp rồi? Giống mấy đi. Đây cũng có khủng long nhờ. Khủng long nè, còn chưa thấy được. Thắp em khủng long thôi. Dạ, hai bạn Linh Dương Đông Phi đó. Bạn này có là to lên chị nha, khi trưởng thành nhé. Con này giao động đạt gần 800kg là nó chuyện có các bạn được biết. Đúng rồi, bạn này nào có là to lên chị. Đây là một loại Linh Dương nha, lớn nhất trong loại này thì Linh Dương. Tất cả Linh Dương lên, đây là một loại này. Đó là to. Bạn đang liếm cái đáo khoáng đó chị, cái cột á. Đó là đáo khoáng á. Bổ sung thêm chất cơ bản á. Xong rồi chúng em có tổng diện tích là 380 hecta, 80 hecta vui một du khu đi bộ, còn chúng ta đang đi xe là 300 hecta, với tổng diện tích khoảng 5-6 km thôi. Dạ, và chúng em bảo tồn hơn 150 loài động vật ăn thịt và ăn cỏ với hơn 3.000 cá thể rồi. Cán bộ nhân viên ở đây là bao nhiêu người? Có mấy trăm người chứ.